Cào bay cả ra đây này. Vâng, đấy là tác phẩm của chị Ly. Mọi người không hề nhìn nhầm đâu, đấy chính là cái đệm huyền thoại đã từng xuất hiện trên clip viện bảo tàng đặc biệt của May và Julie. Và tại vì sao hôm nay em nó nằm ở đây, chứ không phải nằm ở trên phòng ngủ của tôi? Sự thật chỉ có một, em nó sắp bị đi ra bãi rác rồi. May, làm gì đấy? Sợ chui trong đấy? Mọi người có nhìn thấy cái vết rách sâu hoắm này kia không? Cái vết này là tác phẩm của May và Julie. Cũng phải một thời gian lâu lắm rồi tôi không dùng lại cái đệm này, bởi vì trông nó tan nát hết cả da rồi. Thế là tôi cứ để đấy, cho May và Julie luyện cơ tay. Đấy, vừa nói xong, chị Ly phi lên luyện cơ tay luôn kìa. Toàn mùi nước chè mà, người phát lắc đầu luôn. Đêm nay chính là đêm cuối cùng May và Julie nằm ngủ trên cái đệm này. Đúng là kỷ niệm khó quên, 6 năm nằm ngủ trên cái đệm này rồi cơ mà. Tạm biệt đi. Đấy, toàn mùi nước tiểu của chị đấy. Mùi nước chè chị thải ra đấy. À, hôm nay tạp dề làm bếp của May với Julie về rồi đấy. Ai hay xem anime nhận ra ngay. May thì vẫn chú tâm nhìn vào cái tạp dề, còn Julie thì bắt đầu thấy tò mò rồi. May mặc lên nhìn sẽ như thế này đây. Da dáng Zukichi phiên bản cháo long luôn. Nào, đứng thẳng lên lắc lắc cho các bạn xem đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bây giờ là khoảng 1 giờ sáng. Tôi sẽ đi xuống kiểm tra xem là hai anh chị nằm ngủ trên đệm không. Xem hai anh chị có quyến luyến cái đệm này không. Đây rồi, trong bóng tối đã thấy Julie nằm trên đệm. Còn May thì nằm ngủ ở trên ghế. Khá quá nhỉ, hôm nay lại không nằm dưới đất. Tuy nhiên có vẻ anh Nam không mặn nồng gì về cái đệm rồi. Julie à, Julie. Uốn cong người này, trông kìa, chân này. Piu, piu, piu. Cái gì vậy bà nội? Mày ơi, mày ấm này, cong như con tôm đấy hả mày? Đó. Từ sau hôm chia tay cái đệm, có vẻ như Julie buồn hơn thì phải. Thế là toàn tìm đến May để nằm cạnh, chờ May liếm láp an ủi. May công công làm rất tốt nghĩa vụ của mình, liếm cho Julie tan biến hết nỗi buồn, chỉ còn lại nước miếng của May ở trên mặt Julie thôi. Kìa May, Julie đòi liếm tiếp kìa. Liếm cho Julie xong, Julie cũng quay lại liếm lại May. Nhưng chị liếm có hai phát rồi chị nghỉ. Julie lười quá Julie ạ. Nhưng mà tôi cũng lười theo rồi. Hôm nay kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ. Bye bye.